Đồ mày giáo bao nhiêu? Ê, nói tào lao cái gì vậy? Tao nói nghiêm túc đấy. Sao? Không biết giá à? Mày nói xong chưa? Con chó này, mày muốn gì? Hả? Chỉ phút mốt ấy, mày có thể định giá đầu của kẻ khác. Nhưng đến khi có người hỏi giá đầu của mình, lại mất kiểm soát nhỉ? Hả? Ngồi đi, có chuyện nghiêm túc đấy. Nói đi, bố mày nghe này. Sao lại có hình tụi tao? Thằng Sáu gửi tao. Sáu nào? Sáu mèo, chạy ba sông, đàn em Sơn Bạch Tuộc. Cái gì? Sơn Bạch Tuộc? Mà tại sao nó lại gửi hình cho cưng? Mày là một thằng thông minh, nhưng nảy số lúc nào cũng chậm. Để làm gì à? Để nhận mặt dũng ó. Đây. Mày chỉ cần biết chỗ chúng nó hay tụ tập, bất ngờ cũng một phát, xong được đề. Nhưng về quan trọng là phải đúng cái thằng mà tao đã gửi ảnh cho mày. Tên tuổi và địa chỉ. Dũng ó, 30 tuổi. Có thằng hùng gáy. Đừng bao giờ nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá thấp. Sao? Biết rõ mọi chuyện chưa? Thằng Sáu thuê bọn tao ra đây để giết bọn mày. Nhưng mà cũng may, chưa kịp ra tay thì tao đã nhận ra thằng Hùng. Nếu không giờ này bọn mày đã chết rồi. Mẹ nó, đại ca kiểu chó gì đó. Cái gì đấy? Huynh đệ của anh đó, nhục chưa? Nhục nhã chưa? Mẹ nó chứ. Vậy là tao biết rồi. Mấy hôm nay tao gọi điện mà nó cứ nói nó ở nước ngoài. Thì ra là thế. Mà tại sao lại giết tao? Tao đang làm việc cho nó cơ mà. Hùng, hay là tao có làm gì mà không phải với chúng nó không? Giết mày ấy thì nó ăn không được 7 tỷ, đúng không? À, thì ra là vậy à. Alo. Em nghĩ tiền chưa chắc là lý do đâu. Thế là vì lý do gì? Bọn Trinh Ưng Hòa mới bị bêm. Nó sợ cơm bắt tụi mình, sau đó sẽ dò ra nó, nên nó giết anh em mình để diệt khẩu. Mày nói cũng có lý đấy. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa giết được người vừa có được mày tiền. Được thật. Anh em với nó bao nhiêu năm rồi mà giờ đâm sau lưng tao một vố đau quá. Tất cả mọi chuyện bọn mày đã biết hết rồi đấy. Giờ tính sao? Sao chăng gì nữa. Nó đã dám bem mình đấy thì ngại gì mà mình không bem lại. Em nghĩ nó không dễ chơi đâu anh. Đàn em nó đông lắm. Đến tầm này rồi ấy, nếu bọn mày không ra tay trước thì bọn nó cũng truy sát bọn mày thôi. Chi bằng ấy, mình đi trước nó một bước. Ra tay trước à? Đúng. Có nằm mơ ấy, thì nó cũng không thể ngờ rằng tất cả kế hoạch bọn mày đã biết trước. Bất thần ra tay ấy, chết chắc. Này, nếu cần thiết ấy, giúp được gì tao sẽ giúp bọn mày. Hùng, mày nghĩ sao? Theo ý của em á, giờ mình cứ điều tra cho rõ, tìm được bằng chứng, lúc đó hẳn tính. Bọn mày cẩn thận thế là tốt. Tốt nhất là bọn mày trao hỏi trực tiếp thằng Sáu đi, nghe tận tai,
vẫn hơn. Chó sáu này, mày sẽ chết với bố mày. Gặp là bố mày giết mày luôn. Nhưng mà làm cách nào để bắt nó? Việc đó thì đơn giản, để tao lo. Hay lắm. Lâu lắm rồi chị này chưa xuất chiêu lần nào. Để mọi chuyện rõ ràng rồi anh em mình sẽ tính sổ từng thằng một. Cũng được đấy. Tao cũng mang ra đây 3 thằng giỏi nghề. Nếu bọn mày thích có thể dùng miễn phí. Ông bạn, vừa rồi xin lỗi ông bạn nha. Nếu mà không có ông bạn ấy thì tôi chết cũng vẫn coi nó là đại ca. Mong bạn giúp cho vụ này ha. Chuyện đấy mày không phải lo. Nhưng từ bây giờ bọn mày phải đổi chỗ ở thường xuyên. Biết đâu có nhóm khác đang săn lùng bọn mày. Còn chưa kể cớm nữa. Ngày xưa lúc trong trại á, chị với Cưng chỉ là mối quan hệ xã giao. Ngày hôm nay Cưng cứu chị một bàn thua trông thấy. Ngại quá. Đều là anh em cả, không phải khách sáo. Mà thôi, tao té trước đây, bọn mày ra sau ấy. Nhớ để ý, đừng để thằng nào nó nhìn thấy. Ok Cưng. Bye bye. Chuyện này em thấy khó hiểu lắm. Là sao? Một là lúc trong trại em với nó không có thân nhau, chỉ là quan hệ xã giao. Mà bây giờ nó quay lại, nó nói là tình anh em nên nó giúp đỡ. Em nghe không có hợp lý. Cách đây vài ngày, thông qua thằng Công Ốc, em mới gặp lại nó. Nó còn kể cho em nghe là có một người thuê xử một thằng ở trong Nam trong trại, và sau đó nó nhắc tới thằng Sáu. À, mà nó có vẻ quan tâm tới cái chuyện mà anh em mình làm ở Hưng Hòa lắm. Thôi, không có chuyện này nữa. Cứ tính bắt được thằng Sáu đi rồi tính tiếp. Còn mục đích của thằng Hai như thế nào ấy thì để tính sau đi. Nhưng việc quan trọng trước mắt bây giờ ấy là tao và mày phải chuyển chỗ ở ngay. Tao thấy lo rồi đấy. Tụi mình phải xử thằng Sơn càng sớm càng tốt. Huống chi là em thích cái chiêu xé vé bộ đội già lắm. Anh cứ nghĩ đi, tụi mình là cái thằng vô danh tiểu tốt mà dám thịt một cái thằng đại ca số má là đẳng cấp tụi mình khác liền. Mình không giết nó cũng giết mình. Mày nói đúng rồi đấy.